Chị Tuyệt ơi, phó quan cái thư còn chứ chị Tuyệt? Chị Tuyệt có chú chút á. Tuyệt ơi. Hả? Mà răng. Bỏ cái chất rắn đi lên đi. Đáng lẽ bỏ lên Facebook mà Facebook tao không có sai mà không có không sai. Không bỏ lên đây có thử chiếu chơi được bao nhiêu điểm. Có khi chơi được mười mấy ngàn. Lâu rồi không chơi, cái này vô vô chơi làm có thử. Ồ chết rồi, 10 nghe như loãng lên sao trời. Ủa sao lúc này làm được mà giờ không hẳn được ta? Ủa được nè. Được nè. Tạc ơi. Lên quá, có thử ta chơi được không nè Tạc? Hả? Vô chụp vô YouTube đó. Vô chỗ tiếng chắc tiếng của tàu á, Phúc Nguyễn đó chứ đó. Đang có chữ like thế thấy không? Thấy. Ú, đang ăn to lên luôn. Không nữa. Ừ. Không được. Đang like đó, phải không? Thầy à? Vâng. Tao lại nhắn tin kiếm mấy tí Phúc Nguyễn. Ừ. Có thấy ngươi đang like không? Bấm vô cái chữ top like á, bấm vô chữ like á. Chắc tài khoản có ai đăng ký với có ai ấy hết mất các khẳng hiện đấy. Ngươi bỏ hình đại diện hình gì á? Bỏ hình chỉ hết, bỏ chữ chữ phí thôi, chữ chữ pơ á, chữ pơ màu xanh á, để chấp để vài bữa tập vô ta bỏ hình đại diện cho ông chị nhìn ra để có thể này đang lái này tao vợ tao mở vô quái này. Thầy à, để tao hỏi chị Tuyệt có thử chị Tuyệt thấy không. Chị Tuyệt ơi, chị Tuyệt, hơi thoát ra đi chàng nữa. Tuyệt nó nắng bạc lái nữa chứ. Thấy đâu
Ní thấy không? Ủa? Trời ơi, game không rắn. Biết bấm bố chữ Phúc Nguyệt nó cọ à. Chị gì thấy không? Thấy cái màn hình đây không? Phúc Nguyệt mà đang chữ Funny game á. Chị Diệp bấm bố chữ Funny game á. Đẹp ơi. Đẹp. Search vô chữ search vô chữ Funny game á. Live. Funny game à? Hả? Rồi đang search. Funny game live. Mi search vô đi có thường ra không? Hay. Không có, quên game gì thôi mà. Có à? Này để tao chụp lại cho mấy cái màn ảnh này. Là tao đang có đây này mà đang nói lần thu vốn nó đang nữa nói lần thu vốn nên nó cho YouTube á. À, tại bên đang trực tiếp mà. Ừ. Tắt cái mic đi được mà. Tao để mic được luôn. Nghe tiếng thôi chứ hẳn thấy hình. Trời ơi, bị cái con này bảo vệ sao á. Nếu mà cái cảnh này live trên Facebook cũng chắc cũng có người quái đó. Chị cho hay chứ sẽ có người quái đó. Là mình có bán á. Để vô YouTube tài quái thì đó, lên đâu luôn. Mình chụp cái màn hình vào coi. Này này, để gửi qua cho Mỹ hay. Ủa? Thấy không? Thấy. Đây chị Lý Apple Nguyễn đấy. Đó là cái tên account thôi. Đó là cái tên account thôi. Đây chị Lý với chat chị đang mất tính nước. Hấy. Wow tao đang Mi vô chữ Funny game á. Rồi. Mi vô chữ Funny game. Lần có live. Bấm chữ live á. Game lại chiếm đấy. Wow, tao đang ăn to luôn. Trời ơi. Lên thứ 16 rồi. Đang lên 16 rồi. Wow. Trùng mạnh. Wow, đây luôn. Wow, lên 14 rồi.
xíu nữa là lên top 10 rồi. Rồi top 13. Không có những năm những 10 chứ hết. Có những năm những 10 là lên top top 5 rồi đó. Qua lên top 8 rồi. Có tao không thấy được. Không thấy à? Mấy chị Tuyệt có thấy không? Chị Tuyệt ơi, Tuyệt. Tuyệt ơi. Tuyệt không biết đi mô rồi, không biết nữa. Trời ơi. Lên top 6 rồi. Để vô quay lại cái thứ này. Mình nó con đằng to rồi đó hả? Ờ, mình thấy không? Thấy, tao quay được cái hình nè. Thấy? Không, tao quay được cái hình đó. Giờ tập 6 rồi nè, tẹt nè. Có một người coi ai đó vì tao đang vô ai tao muốn cái điện thoại của tao có khi chơi chơi lên top quanh có đó có cái những 10 này. Oh. Like ở trong Facebook hình như nó chùm hơn nó chùm mình xíu. Trong cái like ở trong Facebook hình như nó chùm hơn nó chùm mình xíu. Trong cái like ở trong Facebook hình như nó chùm hơn nó chùm mình xíu. Trong cái like ở trong Facebook hình như nó chùm hơn nó chùm mình xíu. Trạc ơi. Trạc ơi.
Tại sao nó kêu cái gì mà to vậy ta? Wow. Đồ ăn nhiều quá. Wow, đồ ăn.